Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuổi Hợi trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và chi tiết cho từng tuổi Hợi trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Xem tử vi 2021, tuổi Hợi không có nhiều hung tinh chiếu mệnh, vì thế mà xuyên suốt tử vi tuổi Hợi 2021 là cảm giác bình ổn, chưa có tín hiệu mang tính bùng nổ hay đột phá, nhưng cũng không thấy điều gì quá xấu xảy ra. Có thời điểm bình ổn gây khá nhiều bất lợi, lúc ấy rất cần phải đánh thức tiềm năng trong bạn thì mới gặt hái thành công rực rỡ. Năm nay tốt cho việc thăng tiến lên các chức vụ phó, phụ, trợ lý, hỗ trợ. Đồng thời cũng thúc đẩy nhiều nguồn thu nhập phụ, góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chính trong năm. Tử vi khoa học cho thấy, báo hiệu sự tất bật, sôi động trong nhiều phương diện cuộc sống của đương số. Ví như cơ hội việc làm nhiều hơn, bản mệnh thường xuyên được cử đi công cán xa học hỏi mở rộng tầm mắt. Tuy có chút mệt mỏi về thể chất nhưng bù lại, tinh thần thoải mái, phát huy năng lực tiềm ẩn, từ đó thúc đẩy quan lộ thênh thang rộng mở. Thu nhập ngày càng gia tăng do có thêm nhiều nguồn thu phụ từ kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Chuyện tình cảm thay đổi theo hướng tích cực hơn. Có điều trong năm bản mệnh vẫn cần chú ý vấn đề sức khỏe. Điếu khách hung tinh có thể gây bất lợi cho cơ thể hoặc mang tin buồn đến cho gia đình bạn. Sự nghiệp. Năm Tân Sửu, công việc của người tuổi Hợi duy trì ở mức ổn định, không có quá nhiều thăng trầm. Người làm công ăn lương vẫn tiếp tục với những kế hoạch, dự định của mình. Đây là thời điểm để nhìn lại toàn bộ quá trình phấn đấu, củng cố các kỹ năng cũ, gia tăng kỹ năng mới, tạo bước đệm, sự chuẩn bị kỹ càng cho các bước đột phá, thời điểm bùng nổ sắp tới. Thêm vào đó, xuất hiện trong vận trình mang tới không ít cơ hội tốt cho việc thăng tiến lên các chức vụ phó, phụ, trợ lý, hỗ trợ. Đồng thời cũng thúc đẩy nhiều nguồn thu nhập phụ, góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chính trong năm. Trong năm, mặc cho những khó khăn mang tính thời cuộc chủ quan tác động, tuổi Hợi vẫn có nhiều cơ hội việc làm tốt. Vì thế, không phải lo lắng nếu vấp phải những trở ngại ban đầu. Nhất là những ai vừa mới bắt đầu một công việc hoặc khởi nghiệp riêng cho mình lại càng phải vững vàng tâm trí. Nếu kỳ vọng Tân Sửu là năm có sự thăng tiến mang tính đột phá, e rằng người tuổi Hợi sẽ cảm thấy hụt hẫng. Dù xuất hiện khá nhiều cơ hội thăng chức, nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở các chức vụ phụ cấp, trợ lý, hỗ trợ mà thôi. Để phấn đấu làm trưởng, vẫn cần một thời gian dài cố gắng nữa. Đa phần tuổi Hợi đều thích sự ổn định, thiếu tính chủ động cũng như tham vọng thăng tiến. Quá bình ổn cũng gây ra bất lợi. Đó cũng là lý do khiến bạn bỏ lỡ không ít cơ hội tốt. Vậy nên, cần phải đánh thức con người tiềm năng trong bạn, cần phải thay đổi lối suy nghĩ tư duy, ắt mọi chuyện sẽ được cải thiện đáng kể. Năm có dịch mã động tinh biểu trưng cho sự biến động, thay đổi. Nếu biết tận dụng tốt lợi thế này, đảm bảo quan lộ thêm thuận lợi vô cùng. Tài lộc. Xét về tổng thể tử vi tuổi Hợi 2021 về tài lộc có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản, thu nhập chính hầu như khó tăng, nhất là ở nhóm người làm công ăn lương. Ngược lại, nhóm người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Tuy nhiên, đa phần tuổi Hợi không quá coi trọng vật chất, không quá tham vọng về tiền bạc. Trong năm vận khí bình ổn như 2021, đương số lại càng dễ thiếu động lực phấn đấu làm giàu. Hoặc giả nếu có, ban đầu cũng rất hứng khởi, nhưng thiếu mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, sau cùng dễ bỏ dở giữa chừng. Ngược lại, nếu thêm một chút tham vọng, một chút mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ về phương diện này. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm cao độ, tiền bạc chỉ là vấn đề nhỏ, nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tình duyên. Một năm vận khí bình ổn mang tới khá nhiều thuận lợi cho phương diện tình cảm của người tuổi Hợi. Tuy nhiên, với người độc thân thì đây lại không phải là tín hiệu tốt. Đương số vẫn bám chấp những suy nghĩ không mấy tích cực, ghét thay đổi nhịp sống hiện tại, không thích bị làm phiền hoặc lo lắng, sợ hãi khi nghĩ tới trách nhiệm, sự ràng buộc, bởi vậy mà tình duyên vẫn khá lận đận. Với những ai đã có đôi có cặp hoặc đã lập gia đình, tình cảm ngày càng thắm sắc, có thể đón hỷ tín, tin vui về chuyện con cái. Sức khỏe. Bản thân người tuổi Hợi đã mang trong mình nhiều phúc khí, nên sức khỏe khá tốt, ít đau ốm hay mắc bệnh tật nghiêm trọng.
Trong năm 2021, vận khí bình ổn, đương số không phải lo ngại quá nhiều về vấn đề sức khỏe. Có chăng cũng chỉ là do những lúc tinh thần căng thẳng mà mệt mỏi, đau đầu. Chỉ cần giải tỏa kịp thời là mọi thứ lại đâu vào đó. Có điều cần đề phòng hung tinh mang điểm báo tai nạn bất ngờ hoặc gia đình có tin buồn. Nhắc nhở bản thân đi đứng cẩn trọng, đồng thời giữ tâm thái điềm đạm, sẵn sàng ứng phó với những chuyện bất ngờ xảy ra. Chi tiết tử vi năm 2021 cho từng tuổi Hợi. Tử vi 2021 tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 Ốc Thượng Thổ. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 đón năm Tân Sửu với vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất cứ vướng mắc nào. Gia đạo êm ấm, bản mệnh hạnh phúc nhìn con cháu hòa thuận và luôn quan tâm chăm nom mình. Tử vi Đinh Hợi 2021 cho người sinh năm 1947 đầy đủ các phương diện cuộc sống, nhằm dự đoán hung cát chuẩn xác, giúp đương số đón lành tránh dữ. Tử vi 2021 tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 bình địa mộc. Năm 2021 đối với người tuổi Kỷ Hợi mà nói là một năm bình ổn, không có nhiều biến động nhưng cũng không tránh được những chuyện bất ngờ xảy ra. Vận trình được quý nhân che chở, dù trong tình huống khó khăn nhất cũng sẽ sớm tìm được lối thoát và phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên vận may chỉ quyết định một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực thay đổi và hoàn thiện của chính bản mệnh thì mới mong cuộc sống êm ả. Đương số tốt nhất nên chuẩn bị trước tâm lý, cho dù phải đối diện với những trắc trở khó khăn nào cũng không nên nhụt chí, sợ hãi hay bi quan mà nên giữ tâm lý ổn định tích cực thì vận số trong năm sẽ trôi qua rất êm đềm. Tử vi Kỷ Hợi 2021 vượng quý nhân, làm gì cũng có người trợ giúp đắc lực, mọi rào cản hay bế tắc đều được phá vỡ nhanh chóng. Tử vi 2021 tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 Thoa Xuyến Kim. Đây là một năm có lợi cho đường công danh sự nghiệp của Tân Hợi sinh năm 1971. Cơ hội phát triển trong năm tăng lên, lại thêm được quý nhân nâng đỡ, nhờ vậy mà con giáp này có thể nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ mọi người nhờ những gì mình đã làm. Tuy nhiên, áp lực trong năm cũng không nhỏ, đòi hỏi mệnh chủ phải luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đương đầu với mọi việc, tránh để cơ hội trôi qua mất. Vấn đề tình cảm, gia đình nhìn chung bình ổn, dù có khúc mắc cũng nhanh chóng được giải quyết và làm lành. Tử vi Tân Hợi 2021 có nhiều điểm sáng bất ngờ trên phương diện sự nghiệp. Đương số nắm trong tay nhiều cơ hội thăng tiến, hứa hẹn một năm tỏa sáng rực rỡ. Tử vi 2021 tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 Đại Hải Thủy. Với người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, năm Tân Sửu sẽ đón khá nhiều thách thức. Cơ hội phát triển tăng lên đi kèm là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý của mệnh chủ phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi điều xảy đến. Đừng quá lo lắng, vận quý nhân trong năm của bạn khá vượng, dù tình huống có khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ nhận được sự tương trợ và chỉ đường dẫn lối kịp thời để khơi thông thế bế tắc. Trong năm mưu sự dễ thành, gia đạo ấm êm, con cái học hành chăm ngoan giúp người tuổi này được nhẹ nhàng đầu óc tâm lý thoải mái. Tử vi Quý Hợi 2021 có thách thức và cơ hội song hành, nếu biết chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo luôn giành phần thắng. Tử vi 2021 tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 Sơn Đầu Hỏa. Bước vào năm 2021, vận trình của người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 may mắn, công việc suôn sẻ hơn, dễ được quý nhân chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình. Cơ hội sự nghiệp nhiều lên, việc học hành thi cử cũng đạt kết quả tốt. Tài lộc ổn định chủ yếu đến từ công việc chính nhưng mức thu nhập này đủ để bạn trang trải cuộc sống hàng ngày. Con giáp này còn nhận được sự ủng hộ và động viên từ gia đình nên có thể thoải mái theo đuổi điều mình thích, không có gì phải lo lắng. Xem tử vi Ất Hợi 2021 thấy rõ, đương số may mắn nên công việc suôn sẻ hơn, đồng thời dễ được quý nhân chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình. Tử vi 2021 tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007 Ốc Thượng Thổ. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007 có một năm học hành tấn tới. Thái độ ham học hỏi, chủ động tiếp thu kiến thức không chỉ trong sách vở giúp cải thiện thành tích học tập khá hiệu quả. Quý nhân vận khá vượng sẽ giúp bạn gặp được những người thầy giỏi, bạn tốt trợ giúp cho cuộc sống của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.